Thương hiệu nổi tiếng đến từ Canada với dòng sản phẩm nổi bật đó chính là sụn cá mập được chiết xuất từ vùng biển sâu. Dòng sản phẩm nổi bật là sụn cá mập đến từ thương hiệu Bell đã được ưa chuộng tại nhiều quốc gia lớn trên thị trường thế giới, đặc biệt là tại khu vực Bắc Mỹ, khu vực châu Âu. Và ngay cả tại Việt Nam thì sụn cá mập đến từ thương hiệu Bell cũng đã trở nên quen thuộc đối với việc chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp của rất nhiều người. Nhiều quý vị cũng biết rằng nếu như chúng ta có được một hệ xương khớp chắc khỏe thì bản thân của mình cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn trong bất kỳ mọi hoạt động mỗi ngày, từ việc chúng ta sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống đến việc chúng ta có thể lao động, học tập, làm việc và cả đi du lịch ở rất nhiều nơi nữa chứ. Với dòng sản phẩm là sụn cá mập được chiết xuất từ sụn cá mập ở vùng biển sâu, kết hợp cùng với thành phần nổi bật là keratin sunfat giúp chúng ta hỗ trợ cho việc là bổ sung chất dưỡng chất cho khớp, giúp tăng cường tính linh hoạt của khớp, từ đó hỗ trợ hạn chế thoái hóa khớp, dùng đặc biệt cho người cao tuổi và người mắc các bệnh về xương khớp, đau khớp quý vị nha. Và cả những người trưởng thành muốn đề phòng loãng xương, lão hóa khớp ngay từ khi chúng ta còn trẻ nữa. Sử dụng đều đặn sụn cá mập đến từ thương hiệu Bell mỗi ngày để mang đến một hệ xương khớp chắc khỏe hơn. Và ngày hôm nay hãy cùng đồng hành với VTV Hyundai Home Shopping với dòng sản phẩm chính hãng, số lượng hấp dẫn và mức giá ưu đãi. Hãy lựa chọn ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Bell, trọn bộ 3 hộp tổng cộng 300 viên, thành phần gồm có keratin sunfat 75mg, sụn cá mập 675mg, có chứa canxi, glucosamine và keratin sunfat, viên nang được nhập khẩu từ Bell Canada, sản phẩm đóng gói tại Việt Nam, sản phẩm chất lượng cả nhà an tâm. Và với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập đến từ thương hiệu Bell, quý vị sẽ sở hữu ngay trọn một bộ 3 hộp, tức là mình sẽ có 300 viên, mỗi hộp là 100 viên, sử dụng đều đặn mỗi ngày, giúp bổ sung dưỡng chất cho khớp, giúp tăng cường tính linh hoạt của khớp, hỗ trợ hạn chế thoái hóa khớp, dùng đặc biệt cho người cao tuổi, những người mắc các bệnh về xương khớp và bị đau khớp thường xuyên, những người trưởng thành muốn đề phòng loãng xương và lão hóa khớp ngay từ khi chúng ta còn trẻ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Bell trọn bộ 3 hộp tổng cộng 300 viên, sử dụng đều đặn giúp hỗ trợ làm giảm các chứng đau do viêm khớp xương khớp, giúp hỗ trợ tái tạo sụn khớp đã bị phá hủy, duy trì sự lành mạnh của sụn khớp, dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm khớp, thấp khớp, thoái hóa khớp. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và những người thân yêu ngay bây giờ quý vị nhé. Tú Trinh và Phương Yến xin mến chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục mỗi ngày và mỗi giờ đồng hành mua sắm cùng VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta đã theo dõi những hình ảnh vừa rồi và cả những thông tin mà cả Trinh và Yến cũng đã chia sẻ, thì quý vị cũng sẽ biết được rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ dành khoảng thời gian là khoảng 28 phút thôi để mà chúng ta có thể là chia sẻ với nhau những câu chuyện để chăm sóc cho sức khỏe của hệ xương khớp. Một câu chuyện rất là quen thuộc đúng không quý vị? Thế nhưng đôi khi quý vị chúng ta thấy rằng là mình vẫn đi đứng bình thường, vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà ở bên trong, sự lão hóa của xương khớp là điều không thể nào tránh khỏi theo thời gian và cả tuổi tác nữa. Đối với những người lớn tuổi, đối với các chị em phụ nữ, chúng ta phải thường xuyên làm việc nội trợ hay là chúng ta phải đi ra bên ngoài mỗi ngày. Đối với những đấng mày râu và cả những bạn học sinh, sinh viên nữa đó, Phụ Miến à. Và nếu như mà chúng ta không chăm sóc sức khỏe của hệ xương khớp ngay từ khi mình còn trẻ, thì tất nhiên là mình sẽ không có đủ năng lượng để mình học tập và lao động làm việc mỗi ngày. Vậy thì ngày hôm nay, một lần nữa đang quay trở lại với tất cả quý vị một dòng sản phẩm đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng và quen thuộc của Canada, thương hiệu Bell, với sản phẩm chủ lực là những viên nang sụn cá mập quý vị nha. Và khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm chất lượng này thì mình sẽ yên tâm cùng với thành phần keratin sunfat và thành phần sụn cá mập chất lượng ở bên trong mỗi viên nang quý vị nha. Và viên nang được nhập khẩu từ Canada luôn. Mình yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó Tú Trinh à. Có mức giá thì sao nào? Đến với chương trình ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta sẽ sở hữu tổng cộng là lên đến 300 viên ở trong 3 hộp lớn quý vị các bạn nha. Và thay vì mình mua với giá chính hãng là 1.260.000 đồng thì mức giá ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho ba hộp lớn đó là 999.000 đồng mà thôi. Mà chưa dừng lại ở đó, quý vị còn có thêm á là ba hộp sụn, mỗi hộp á là 30 viên là quà tặng nữa. Như vậy mình cộng lại là 300 nè, rồi thêm 90 viên 90 ở đây viên là 390 viên mà mình chi trả chỉ 999.000 đồng cho sản phẩm chính thôi. Mức giá rất là hấp dẫn trên đây. Đúng rồi Yến ơi, và bên cạnh đó thì điều quan trọng nhất là chúng ta đang sở hữu dòng sản phẩm chính hãng đó quý vị. Những viên nang sụn cá mập này được nhập khẩu trực tiếp từ Canada, đóng gói ngay tại Việt Nam, rất là an toàn khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày quý vị nha. Ngay bây giờ quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình, nhưng đừng quên là hãy điện thoại đặt hàng cùng với VTV Hyundai Home Shopping để có ngay mức giá vô cùng ưu đãi và thêm quà tặng giao về tận nhà cho mình, miễn phí giao hàng trên cả nước. Quý vị có thể nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình nó có quen thuộc ở ngay tại nhà của chúng ta hay không ạ? Có thể là các chị em phụ nữ là chúng ta hay cảm thấy là mệt mỏi, đau nhức ở nhiều những vùng trên cơ thể của chúng ta, hay là nhìn vào hình ảnh của mẹ mình, của bà mình đi Tú Trinh nè, cứ phải xoa cái phần khớp gối nè hay là bả vai nè, bởi vì nó nhức quá không có chịu được. Rồi cả các quý ông nữa, nhiều khi làm cái công việc nặng nhọc. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta trải qua một cái thời gian đến cái giai đoạn lão hóa thì cơ thể của mình, đặc biệt là xương khớp, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều quý vị nha. Giúp dịch nhầy bị giảm đi, khớp khô
lại và chúng ta không có linh hoạt như trước nữa. Đây sẽ là một giải pháp cho gia đình của mình chăm sóc cho hệ xương khớp ngay từ bây giờ cùng với chúng tôi. Đặc biệt chỉ có trong chương trình Ngày Vàng Trang Quà Tặng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập của thương hiệu Bell, trọn bộ 3 hộp với 300 viên, giá chính hãng phải là 1.260.000 đồng, giá ưu đãi trên VTV Hyundai 999.000 đồng mà thôi. Nhận thêm một bộ quà tặng hấp dẫn quý vị nha, tặng cho quý vị thêm 3 hộp với mỗi hộp 30 viên nữa, và có thêm một bộ với 10 chén sứ cao cấp, giá hấp dẫn không thể bỏ qua, quà tặng ấn tượng, hãy nhanh tay đặt hàng. Ngay bây giờ quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình, nhưng đừng quên là hãy điện thoại đặt hàng cùng với VTV Hyundai Home Shopping để có ngay mức giá vô cùng ưu đãi và thêm quà tặng giao về tận nhà cho mình, miễn phí giao hàng trên cả nước. Quý vị thân mến, khi mà chúng ta nhắc đến hệ cơ xương khớp của mình thì ai cũng biết đó là một hệ cơ cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể của mình. Nhưng mà đôi khi mình rất ít quan tâm đến nó Tin nè. Nhiều khi có thể là mình muốn là mình ăn cái gì cho bổ cơ thể mình nè, cho trí não minh mẫn hơn, cho mắt sáng hơn, cho da đẹp hơn. Nhưng mà lại ít khi chăm sóc, nghĩ là để làm sao để cho cái khớp gối mình nó khỏe hơn, rồi cái vai của mình nó cũng đỡ nhức mỏi hơn, rồi xương sống của mình nữa. Thì quý vị các bạn, chúng ta có thể là mình hình dung là khi mà mình đến cái giai đoạn lão hóa, thật ra giai đoạn lão hóa nó đã diễn ra từ sau khi chúng ta 25 rồi. Đó, bắt đầu đến giai đoạn lão hóa đó thì mọi hệ cơ quan trong cơ thể nó tất nhiên là nó không được như trước đây nữa rồi, bắt đầu là chậm chạp hơn, yếu ớt hơn, thì xương khớp của mình cũng vậy Trinh nè. Có thể nói là xương khớp thì khi quý vị vận động đó nó sẽ linh hoạt, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mình lão hóa là những cái chất nhầy dịch khớp nó khô đi, thì lúc đó các khớp nó trượt qua nhau, nó không có dễ dàng linh hoạt nữa. Quý vị hình dung đó là cả hệ cơ xương của chúng ta nha, có rất là nhiều những cái vị trí khớp quan trọng nè, ở phần cổ nè, những cái phần đốt sống lưng của mình nè, rồi phần vai, phần cổ tay, những cái khi mà chúng ta cầm nắm những cái vật nặng đó, người nội trợ đi chợ về đôi khi thấy mỏi mỏi ở cổ tay, đúng không ạ? Rồi khớp gối, lúc mà chúng ta đi lên đi xuống cầu thang, gặp tới gặp lui như vậy, mình có phải xoa xoa hay lấy dầu mình xoa ở bên ngoài đó, là thực ra cái vấn đề nó đã nằm ở bên trong rồi Trinh ơi. Cái chất nhầy khô đi nè, xương khớp của chúng ta bị lão hóa và nó không còn tái tạo tốt như trước nữa, và khiến cho cơ thể của chúng ta không còn linh hoạt, chậm chạp hơn trước rất là nhiều luôn. Đúng rồi, và Trinh hoàn toàn đồng ý với những gì mà Phụng Yến vừa chia sẻ luôn. Và để cụ thể hơn á, cho quý vị chúng ta hình dung lại về hệ xương khớp của bản thân mình thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây quý vị nha. Khi quý vị thấy rằng là cái khớp bàn tay của chúng ta là cái nơi mà chúng ta phải hoạt động mỗi ngày, phải cầm nắm vật dụng, đánh máy vi tính, chạy xe, đúng không ạ? Và khi mà quý vị thấy rằng là bàn tay bình thường á, thì lúc này nè, những cái chất nhầy dịch khớp á, nó sẽ được bao phủ quanh những cái sụn như thế này đây, nó giúp cho xương khớp của chúng ta đó chính là nó không có bị khô. Và khi mà chúng ta cầm nắm như thế này nè quý vị, rồi khi mà chúng ta đó chính là chúng ta gập lên gập xuống á, thì mình sẽ không thể lo lắng nhiều quý vị nha. Nhưng mà quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta ngày càng lớn tuổi rồi đó quý vị, thì lúc này nha, nếu như mà chúng ta có những cái bệnh như là bị thoái hóa khớp nè, rồi bàn tay bị viêm đa khớm nè, thì lúc này quý vị thấy nha, là cái chất nhầy dịch khớp của mình nó sẽ bị khô dần đi, dẫn đến cái việc là chúng ta cầm nắm nó cũng khó khăn hơn, và về lâu về dài á, bàn tay của mình nó sẽ bị biến dạng như thế này luôn. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta quan tâm đến những cái cơ quan khác nhau nữa, ví dụ như quý vị thấy rằng là ở đây nha, mình sẽ có đó chính là khớp gối, đúng không ạ? Khớp gối nè, hay là cả khuỷu tay của mình nữa nè quý vị. Và khi mà chúng ta thấy là nó bị sưng, nó bị đau, Phụng Yến theo thói quen là mình xoa, mình bóp ở ngoài thôi, nhưng mà nó không có đủ quý vị nha, ở bên trong nó đã bị khô đi cái chất nhầy dịch khớp rồi quý vị ạ. Và khi mà chúng ta cùng quan sát kỹ hơn như thế này đây đó quý vị ơi, rồi bây giờ thì mình sẽ nhìn thấy đây nha, đó chính là cái phần mà khớp bình thường á, thì ở đây nè, cái lớp mô, cái lớp đệm rất là dày luôn, khi mà hai cái phần xương nó sẽ va vào nhau thì nó sẽ không có bị đau, nó không có bị kêu lên răng rắc rất là dễ sợ luôn đó Phụng Yến Nhưng mà khi nó đã bị khô đi cái phần dịch khớp này rồi, thì lúc đó là những cái phần xương nó sẽ va chạm trực tiếp vào nhau, và đây cũng chính là cái nguyên nhân khiến cho việc là chúng ta thường xuyên bị đau, bị nhức, bị sưng khớp. Và khi mà thời tiết thay đổi thì tình trạng này nó lại càng trở nên khó chịu hơn và nặng nề hơn khi mà chúng ta ngày càng lớn tuổi đó Phụng Yến ơi. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là quý vị làm sao để mình làm chậm cái quá trình lão hóa lại, mình làm sao để mình có thể là mình tăng cái dịch nhầy, đồng thời là mình bảo vệ thật là tốt cho những cái mô sụn, những cái phần đệm ở những cái phần khớp xương của mình, và từ đó cái khớp xương của chúng ta nó êm ái hơn khi nó chạm vào nhau và nó trượt vào nhau đơn giản hơn quý vị nha. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị một cách thức mà cũng rất là nhiều người đã tin dùng, lựa chọn và sử dụng
dụng cho bản thân mình cũng như là mua sắm dành cho ông bà cha mẹ, để trong một thời gian chúng ta sử dụng đều đặn thì mình cảm nhận là hệ cơ xương khớp của mình có dấu hiệu cải thiện dần dần lên quý vị ạ. Và với những viên nang sụn cá mập mà hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị là mình hoàn toàn yên tâm về viên nang được nhập khẩu từ Canada quý vị và các bạn nhé, và thành phần là 100% sụn cá mập nguyên chất luôn. Với những viên nang được nhập khẩu từ Canada này đóng gói tại thị trường Việt Nam thì quý vị yên tâm về chất lượng của sản phẩm, và chúng ta cũng có một cái mức giá thành hợp lý nữa đó Trinh nè. Và ngày hôm nay thì mình có đến là 3 hộp, mỗi hộp lớn lên đến là 100 viên luôn. Và như vậy thì với mỗi hộp lớn như vậy là mình sẽ có là 100 viên Phụng Miến à. Vì là trọn bộ sản phẩm chính của mình á thì chúng ta sẽ có đó chính là 3 hộp rồi đến 300 viên quý vị nha. Còn bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là hộp lớn là Phụng Miến đang cầm ở trên tay của mình, còn bên cạnh trên mình là mình sẽ có thêm hộp nhỏ là quà tặng nữa. Tức là mình có 3 hộp lớn là 300 viên, thêm 3 hộp nhỏ là chúng ta sẽ có là thêm mỗi hộp là 30 viên nữa đó Phụng Miến à. Và với những cái viên nang như thế này thì tôi trên hình dung là mình rất là dễ để mình mang theo, mình uống khi mình đi công tác xa, thoải đúng không luôn nào? Ở nhà mình cũng không có cần phải bào chế gì cả, rất là đúng tiện lợi rồi. Để ông bà cha mẹ nè, để các chị em phụ nữ, những người nội trợ hay là những người làm công việc nặng nhọc đến xương khớp đó, thì chúng ta có thể là mình sử dụng những cái viên nang như thế này đều đặn mỗi ngày luôn quý vị nha. Ở bên trong thành phần sẽ có chondroitin sulfate nè, glucosamine để giúp chúng ta có thể là bổ sung cho xương khớp của mình, giúp khỏe hơn, giúp nó linh hoạt hơn, tăng dịch nhầy và hỗ trợ chống lại những cái enzyme phá hủy sụn khớp đó trên ơi. Đúng rồi, và thành phần nổi bật nhất là sụn cá mập nữa đó Phụ Miến à. Và đây là sụn cá mập được chiết xuất từ vùng biển sâu nha, trải qua một cái quá trình được nghiên cứu và chế biến rất là an toàn luôn. Và đối tượng sử dụng là ai thưa quý vị? Tất nhiên là chính bản thân của chúng ta rồi. Mà khi mà chúng ta mua sản phẩm là những viên nang sụn cá mập như thế này về cho ông bà cha mẹ của mình nè, dùng đều đặn mỗi ngày thì mình cũng cảm thấy rất là an tâm. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì khi mà chúng ta chỉ cần sở hữu ngay sản phẩm này ngay tại nhà của mình thì mình an tâm. Đây là sản phẩm chính hãng quý vị nha, được sản xuất là từ thương hiệu Bell của Canada và được đóng gói ngay tại Việt Nam rất là rõ ràng như thế này, để quý vị chúng ta nhận thấy được đó chính là sự an tâm về chất lượng. Ở mỗi hộp như thế này đây, quý vị sẽ thấy được đó chính là cả cái phần vỏ hộp, nó sẽ có luôn những dòng chữ tiếng Việt, có thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng nè, và cả hướng dẫn sử dụng nữa rất là cụ thể và chi tiết quý vị nha. Chưa kể là cả cái phần tem nhãn nữa, rất là an toàn luôn. Và xin khẳng định cho quý vị rằng là sở hữu cùng với VTV Hyundai Home Shopping thì đây là sản phẩm chính hãng để chúng ta an tâm về chất lượng, từ đó thì dành đến cho ông bà cha mẹ của mình nè, những người lớn tuổi dùng mỗi ngày để mà phòng chống đi cái việc là xương khớp bị lão hóa theo thời gian. Các chị em phụ nữ đó Phụng Miến à, mình lớn tuổi rồi, mình sanh con rồi, mình thấy là cái phần khớp lưng mình nó đau hơn, mình phải làm việc nội trợ mỗi ngày, chưa kể là công việc tại công sở nữa, rồi cả những đấng mày râu, rồi cả những bạn học sinh sinh viên thường xuyên vận động nữa, thì với việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe cho hệ xương khớp của mình ngay từ bây giờ nha, ngay từ khi chúng ta còn trẻ thì đó là một điều rất là tốt quý vị nha. Để mình có được một hệ xương khớp chắc khỏe thì từ đó mình tự tin hơn, mình học tập, mình lao động, mình làm việc và những chuyến đi chơi xa cũng cảm thấy rất là an tâm đó quý vị. Và chúng ta có thể là dành tặng phần quà này cho những người mà mình yêu thương nhất đúng không Trinh Trinh nào? Bây giờ mua tặng cho mẹ, cho bà, cho ông của chúng ta. Và với phần quà tặng này chúng ta rất yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm viên nang được nhập khẩu từ Canada. Và trọn bộ sản phẩm chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn thì chúng ta có là 3 hộp, trong sản phẩm chính là 3 hộp lớn, mỗi hộp là 100 viên, tổng cộng có 300 viên rồi quý vị nha. Rồi mình còn có thêm đó chính là 3 hộp quà tặng, mỗi hộp 30 viên nữa. Như vậy tổng số lượng chúng ta có là 390 viên sử dụng trong một thời gian dài, và mức giá mình đầu tư cũng rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay lên gọi cho chúng tôi đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Thưa quý vị, việc mà chúng ta thường xuyên phải tập luyện hay là vận động thể dục thể thao mỗi ngày mà nhiều khi mình chỉ thấy là mình chỉ hoạt động nhẹ thôi, mình vận động nhẹ thôi, thế nhưng khớp tay nè, khớp gối nè, cái phần bả vai, cái phần đốt sống cổ và cái phần lưng của chúng ta nó thường xuyên bị nhức mỏi nữa, thì đó chứng tỏ là hệ xương khớp của chúng ta đang dần bị lão hóa và bị thiếu đi chất nhầy dịch khớp quý vị nha. Không phải đợi đến khi mà chúng ta lớn tuổi rồi thì mình mới bắt đầu quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của hệ xương khớp của mình, mà ngay từ chính bây giờ khi mà chúng ta sở hữu ngay những dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chiết xuất từ sụn cá mập, chondroitin sulfate và cả glucosamine nữa thì chúng ta yên tâm hơn khi mà mình cung cấp được đầy đủ chất nhầy cho dịch khớp của chúng ta. Từ đó thì mình sẽ vận động dẻo dai hơn, linh hoạt hơn, tăng được sức bền trong việc vận động mỗi ngày. Và quý vị đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping thì sẽ còn có ngay mức giá hấp dẫn khi sở hữu sụn cá mập của thương hiệu Bell quý vị nhé, giao về tận nhà miễn phí giao hàng trên cả nước cho quý vị.
Hãy lựa chọn ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Bell, trọng bộ 3 hộp tổng cộng 300 viên, thành phần bao gồm gelatin sulfat 75mg, sụn cá mập 675mg, có chứa canxi, glucosamine và gelatin sulfat, viên nang được nhập khẩu từ Bell Canada, đóng gói tại Việt Nam, sản phẩm chất lượng cả nhà an tâm. Với thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sụn cá mập đến từ thương hiệu nổi tiếng thương hiệu Bell, quý vị có ngay một bộ với 3 hộp tổng cộng là 300 viên, dùng đều đặn mỗi ngày, giúp bổ sung dưỡng chất cho khớp, từ đó giúp cho tăng cường tính linh hoạt của khớp, hỗ trợ hạn chế thoái hóa khớp khi chúng ta lớn tuổi hơn, dùng cho người cao tuổi, những người mắc các bệnh về xương khớp và đau khớp thường xuyên, những người trưởng thành muốn đề phòng loãng xương và lão hóa khớp ngay từ khi ta còn trẻ quý vị nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sử dụng đều đặn thường xuyên thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Bell, trọng bộ 3 hộp tổng cộng 300 viên sẽ giúp hỗ trợ làm giảm các chứng đau do viêm khớp, xương khớp, giúp tái tạo sụn khớp đã bị phá hủy, duy trì sự lành mạnh cho sụn khớp, hỗ trợ dự phòng và điều trị các bệnh như viêm khớp, thấp khớp và thoái hóa khớp. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và những người thân yêu ngay bây giờ quý vị nha. Đặc biệt chỉ có trong chương trình Ngay Vàng Trang Quà Tặng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập của thương hiệu Bell, trọng bộ 3 hộp với 300 viên, giá chính hãng phải là 1.260.000 đồng, giá ưu đãi trên VTV Hyundai 999.000 đồng mà thôi. Nhận thêm một bộ quà tặng hấp dẫn quý vị nha, tặng cho quý vị thêm 3 hộp với mỗi hộp 30 viên nữa, và có thêm một bộ với 10 chén sứ cao cấp, giá hấp dẫn không thể bỏ qua, quà tặng ấn tượng, hãy nhanh tay đặt hàng. Quý vị thân mến, ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã nói đến rất là nhiều về cái chất nhầy dịch khớp. Còn ở phần sau thì chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái mô sụn, chính là những cái phần đệm giữa những cái khớp xương của chúng ta quý vị ạ. Mình hình dung là đây, toàn bộ bộ xương của cơ thể của mình được thể hiện như thế này để quý vị có thể là dễ dàng mình nhận biết quý vị nha. Đó có rất là nhiều những cái đốt sống, đốt xương nè. Ví dụ như là cái phần cột sống cực kỳ quan trọng đối với cơ thể mỗi người luôn. Đó, phần cổ nè, rồi kéo dài xuống ở phần lưng của chúng ta, phần vai của mình với các khớp cũng như là phần cánh tay, khuỷu tay như thế này. Đó, quý vị nhìn thấy là khi mà mình chuyển động thì tất cả các khớp nó cũng sẽ chuyển động theo, đúng không ạ? Và nếu như nó linh hoạt thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình chuyển động tốt hơn, còn ngược lại nó sẽ hạn chế vận động của chúng ta. Đây là khớp háng, cũng là một khu vực rất là quan trọng và cũng rất là nhiều người đau nhất. Và đúng cái điều Phụng Yến muốn nhấn mạnh ở đây là cái phần khớp đầu gối của mình quý vị nha. Không biết là quý vị như thế nào, nhưng Phụng Yến nhìn thấy rất là nhiều những người nội trợ, những người phụ nữ vào khoảng là trung niên đó bắt đầu là bị cái tình trạng là đau khớp gối khi mà đi lên đi xuống cầu thang như thế này nè trên. Đúng quý vị hình dung đó là ở bên dưới, ở phần đệm như thế này, giữa những cái khớp á thì chúng ta có một cái lớp mô sụn nó đệm xuống, nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta ăn uống không đầy đủ dưỡng chất và đặc biệt đó là chất nhầy dịch khớp bị khô đi, mô sụn bị phá hủy thì những cái khớp này nó sẽ cạ vào nhau như thế này, khiến quý vị đau nhất, bởi vì lúc đó cái phần đệm này nó bị xẹp xuống rồi, nó bị mỏng đi rồi, không còn có dày dặn, không còn nâng đỡ, không còn đàn hồi linh hoạt nữa. Đó thì cái khớp này nó chỉ đơn giản là nó trượt vào nhau như thế này và nó cả tạo cái cảm giác bị đau, bị nhức, bị cứng, bị mỏi, mà lúc chúng ta bước lên bước xuống thì quý vị hình dung là nó còn cạ nhiều hơn, đau còn đau hơn nữa quý vị ạ. Rồi nhiều người là bị đau nhức ở phần bàn chân của chúng ta nữa, có rất là nhiều những cái khớp nhỏ ở đây, và nếu như quý vị không có chăm sóc nó đúng cách thì dần dần chúng ta sẽ thấy là mình yếu ớt chậm chạp hơn. Thì cùng với những viên sụn cá mập như thế này giúp chúng ta có thể là bổ sung những cái chất dịch nhầy nè, cũng như là thành phần cho gelatin sulfat, glucosamine chất lượng cho khắp cả các mô sụn khớp của chúng ta luôn, từ dưới lên bên trên, và từ đó quý vị các bạn chúng ta hình dung là nó sẽ hỗ trợ nè, những cái phần đệm nó sẽ dày dặn chắc chắn hơn, rồi những cái chất làm phá hủy sụn khớp sẽ bị ức chế lại và giúp chúng ta chăm sóc cho hệ vận động của mình ở cả khớp gối, ở cả bàn tay, ở cả khớp háng, ở cả cột sống của chúng ta và cả những cái đốt sống cổ nữa quý vị nha. Đây là một điều rất là quan trọng mà đôi khi là cuộc sống quá bận rộn mà chúng ta bỏ qua mất đó Tiểu Trinh ạ. Đúng rồi Yến ơi, và Trinh biết rằng là trong mỗi viên nang sụn cá mập của thương hiệu Bell á thì có thành phần nổi bật đó chính là sụn cá mập, mà trong sụn cá mập thì có chứa rất là nhiều gelatin sulfat nha, và là còn kết hợp thêm cả glucosamine nữa. Thì đây là những thành phần phải nói là cực kỳ cần thiết trong quá trình là chúng ta chăm sóc cho sức khỏe của hệ xương khớp mỗi ngày đó quý vị. Và nếu như mà nói việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe thì không phải là một ngày, hai ngày Phụng Yến à, mà phải là đều đặn, phải là thường xuyên, phải có mục đích và chúng ta phải chủ động mỗi ngày. Do đó thì đối với những dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì tốt nhất là chúng ta phải dùng đều đặn để mà chúng ta nhận thấy được cái sự khác biệt, cái sự cải thiện của hệ xương khớp là từ chính bên trong cơ thể của mình quý vị nha. Và điều mà chúng ta quan tâm hơn nữa khi mà sở hữu ngay những dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe là nó phải an toàn nè, nó phải đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ và cả chất lượng nữa. Thì ở đây với bộ sản phẩm là sụn cá mập đến từ thương hiệu Bell quý vị nha, những viên nang được sản xuất tại Canada và được đóng gói ngay tại Việt Nam để có một mức giá thành hợp lý cho tất cả quý vị. Ngay bây giờ quý vị nhìn xem mình mua sắm trong bộ sản phẩm chính là mình đã có 1, 2, 3 hộp như thế này, 3 hộp lớn tổng cộng là 300 viên, mỗi hộp 100 viên rồi, là mình dùng đều đặn một khoảng thời gian dài nha, mà còn tặng cho quý vị thêm 3 hộp nhỏ, tức là 1, 2,
3 hộp ở đây, mình sẽ có là 30 viên cho mỗi hộp, thì tổng cộng là mình sẽ có thêm 90 viên nang sụn cá mập beo là quà tặng nữa. Cơ hội mua sắm đặc biệt này với mức giá là 999.000 đồng chỉ có tại VTV Hyundai Home Shopping mà thôi. Cho nên là thật sự là Trinh với Yến rất là mong quý vị, nếu như mà chúng ta đang theo dõi chương trình này, mình thấy là xương khớp của mình dù là khi còn trẻ đã bắt đầu bị đau nhức khó chịu hơn, hoặc là mình nhìn lại ông bà cha mẹ của mình là thường xuyên bị đau bị nhức mỏi như vậy, thì chúng ta đừng chần chừ mà phải chủ động bảo vệ sức khỏe xương khớp ngay từ chính hôm nay quý vị nha. Và chúng ta chủ động lựa chọn dòng sản phẩm an toàn chủ động lựa chọn một cái nơi uy tín tin tưởng để mình có thể là gửi gắm cái niềm tin của mình, đúng không Trinh à? Và ngày hôm nay thì VTV Hyundai Home Shopping rất là hân hạnh được gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm chính hãng của Bell với viên nang được nhập khẩu trực tiếp từ Canada quý vị nha. Và với mức giá chính hãng thì thay vì quý vị lựa chọn 3 hộp lớn ở giá chính hãng là hơn 1.2 triệu Trinh à, thì ngày hôm nay là với VTV Hyundai sự kết hợp giữa Bell chung với lại VTV Hyundai Home Shopping mang đến cho quý vị mức giá hấp dẫn hơn rất là nhiều là 999.000 đồng mà còn có thêm quà tặng nữa. Chất lượng không thay đổi nhưng mà số lượng nhiều hơn. Mức giá giảm đi đây là một cơ hội cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Khi mà mình phòng bệnh đó, thì túi Trinh à, mình có thể làm từ khi mà mình chưa có gặp những cái dấu hiệu bệnh. Đúng đó Trinh à, mình có thể là bổ sung những cái dưỡng chất cho khớp, cho xương của chúng ta. Rồi khi mà mình đã gặp một số những cái triệu chứng rồi thì mình có thể là mình hỗ trợ nó để cơ thể mình nó khỏe hơn và nó giảm đi những cái triệu chứng đó. Thì quý vị có thể là dự phòng và mình hỗ trợ điều trị cùng với dòng sản phẩm này quý vị nha. Và đặc biệt là người lớn tuổi ở trong gia đình của chúng ta thì là đối tượng càng cần quan tâm hơn đến hệ xương khớp của mình. Và nếu như mà chúng ta dùng thường xuyên và sử dụng liên tục đều đặn nó phổ biến thì mình mới thấy được cái hiệu quả của nó. Bởi vì là không có bất kỳ một là loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào hay là một cái loại thuốc nào mà chúng ta uống 1-2 ngày là chúng ta thấy là mình khỏe được liền cả, mà chúng ta thật sự là mình phải chăm sóc chu đáo, chủ động hơn ngay từ bây giờ quý vị nha. Nên chúng tôi rất là tin tưởng vào cái số lượng sản phẩm ngày hôm nay mà quý vị sở hữu được là rất nhiều, tức là mình đã có 300 viên cho hộp lớn và thêm 90 viên cho 3 hộp nhỏ là quà tặng nữa, là 390 viên nang sụn cá mập của thương hiệu Bell. Nếu như mà chúng ta phân tích về mức giá là phụ miếng hạt thì đây thật sự đúng là một cơ hội không thể nào hấp dẫn hơn thưa quý vị. Cơ hội rất là hấp dẫn để nhận quà tặng và nhận mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Mức giá chỉ có đó là 999.000 đồng thôi. Mà chúng ta đem về là 300 viên trong sản phẩm chính và thêm là 90 viên quà tặng trong ba hộp nhỏ nữa quý vị ạ. Hãy gọi ngay cho chúng tôi với số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm đến tận nhà. Thưa quý vị, thời gian mua sắm của chúng ta không còn nhiều nữa. Hãy cùng nhìn lại những hành động rất là quen thuộc trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta như thế này quý vị nha. Đó chính là việc mà chúng ta thấy là mình chỉ cần vận động một cách nhẹ nhàng thôi nhưng mà đã thường xuyên bị đau nhức cơ thể của mình rồi. Chưa nói chỉ đến việc là chúng ta thường xuyên phải chạy nhảy như vậy nữa quý vị nha. Khi mà chúng ta thấy rằng là hệ xương khớp mình nó không còn được chắc khỏe nữa, nó thường xuyên bị đau nhức hơn, nó dễ bị sưng hơn, thì chúng ta thấy rằng là mình cần phải ngay bây giờ chăm sóc cho sức khỏe của hệ xương khớp của chúng ta một cách thật là chủ động. Với mỗi viên nang sụn cá mập đến từ thương hiệu Bell với thành phần nổi bật là sụn cá mập chiết xuất từ vùng biển sâu kết hợp cùng với chondroitin sulfate và cả glucosamine nữa, mỗi viên nang chúng ta dùng đều đặn mỗi ngày giúp cho mình chủ động hơn và có được một hệ xương khớp chắc khỏe hơn mỗi ngày quý vị ạ. Hãy nhanh tay lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Bell, trọn bộ 3 hộp tổng cộng 300 viên, yên tâm với thành phần gồm chondroitin sulfate 75mg, sụn cá mập 675mg có canxi, glucosamine, chondroitin sulfate, viên nang được nhập khẩu từ Bell Canada đóng gói tại Việt Nam, sản phẩm chất lượng cho cả nhà yên tâm. Với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập của thương hiệu Bell, quý vị có ngay trong một bộ là 3 hộp tức là 300 viên rồi. Hãy sử dụng đều đặn và thường xuyên mỗi ngày để giúp bổ sung dưỡng chất cho khớp, giúp tăng cường tính linh hoạt của khớp, hỗ trợ hạn chế thoái hóa khớp, dùng cho người cao tuổi, người mắc các bệnh về xương khớp và đau khớp, người trưởng thành muốn đề phòng loãng xương và lão hóa khớp nữa. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sử dụng đều đặn thường xuyên thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Bell sẽ hỗ trợ làm giảm các chứng đau do viêm khớp, xương khớp, giúp tái tạo sụn khớp đã bị phá hủy, duy trì sự lành mạnh của sụn khớp, dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm khớp, thấp khớp, thoái hóa khớp quý vị ạ. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân yêu. Đặc biệt chỉ có trong chương trình ngay vàng trang quà tặng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập của thương hiệu Bell, trọn bộ 3 hộp với 300 viên, giá chính hãng phải là 1.260.000 đồng, giá ưu đãi trên VTV Hyundai 999.000 đồng mà thôi. Nhận thêm một bộ quà tặng hấp dẫn quý vị nha, tặng cho quý vị thêm 3 hộp với mỗi hộp 30 viên nữa, và có thêm một bộ với 10 chén sứ cao cấp, giá hấp dẫn không thể bỏ qua, quà tặng ấn tượng, hãy nhanh tay đặt hàng. Quý vị thân
mến, thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Trong suốt thời lượng của chương trình thì chúng ta đã nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe nè, bảo vệ hệ vận động của mình làm sao cho thật là khỏe mạnh và linh hoạt. Đúng. Còn rồi, trong khoảng thời gian cuối này thì chúng tôi muốn nhấn mạnh việc là quý vị phải nhanh tay để chúng ta mang về dòng sản phẩm chất lượng chính hãng của thương hiệu Bell với viên nang được nhập khẩu từ Bell Canada, nhưng mà lại có mức giá giảm so với giá chính hãng ngày hôm nay Trinh ơi. Đúng rồi, thay vì giá chính hãng cho trọn bộ 3 hộp đó Phụng Miếng à phải lên đến là 1.260.000 đồng, nhưng ngay bây giờ đầu tiên nha, mình đã có mức giá hấp dẫn là 999.000 đồng rồi. Mình có thay một bộ là 3 hộp là 300 viên như Yến, nhưng mà đúng như Yến nói là phải có quà. Quà ở đây là mình sẽ có thêm là 3 hộp nhỏ nữa, mà mỗi hộp như vậy cũng có đến là 30 viên rồi. Như vậy thì cả sản phẩm chính cũng như là sản phẩm quà tặng chúng ta nhận về trọn bộ ngày hôm nay thì mình có lên đến là 390 viên nang sụn cá mập chính hãng của thương hiệu Bell. Từng viên nang được sản xuất tại Canada nha quý vị, và đóng gói ngay tại Việt Nam để có một mức giá rất là hấp dẫn và đảm bảo là hàng chính hãng cho quý vị luôn. Chúng ta mua một bộ như vậy nè, mình an tâm sử dụng đều đặn, mình còn có thể chia sẻ ra để mà chúng ta làm quà tặng nó Phụ Miếng à. Cho ông bà, cho cha mẹ của mình là những người chắc chắn là hệ xương khớp sẽ có nhiều vấn đề khi mà chúng ta lớn tuổi rồi. Cho những chị em phụ nữ nội trợ, đôi khi mình chỉ làm việc nhẹ mỗi ngày thôi mà vẫn thấy là cái khớp vai, khớp gối hay là khuỷu tay của mình thường xuyên đau nhất quý vị nha. Cho những bạn học sinh sinh viên mà chúng ta thường xuyên phải vận động nè, phải đi lên đi xuống cầu thang và phải đi đứng nhiều mỗi ngày, thì ngay bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi, mình chăm sóc chủ động ngay từ khi còn trẻ thì mình sẽ cảm thấy được là hệ xương khớp của mình nó chắc khỏe hơn, và từ đó mình cũng tự tin hơn trong hoạt động hàng ngày luôn. Có thể nói là rất là nhiều quý vị khách hàng khi mà mua sắm dòng sản phẩm này với VTV Premium Shopping thì không phải chỉ lựa chọn một bộ mà lựa chọn rất là nhiều bộ sản phẩm. Một bộ là gửi về một địa chỉ nhà mình, có một bộ là gửi về địa chỉ người thân nữa. Thì dù là quý vị muốn gửi về địa chỉ nào thì chỉ cần để lại địa chỉ đó với chúng tôi thôi, trọn bộ cả sản phẩm chính cả sản phẩm quà tặng sẽ được giao đến tận nhà, hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc luôn quý vị nha. Mua sắm rất là ưu đãi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Phụng Yến và Tú Trinh, và đừng quên hãy nhanh tay đặt hàng quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Thưa quý vị, việc mà chúng ta thường xuyên phải tập luyện hay là vận động thể dục thể thao mỗi ngày mà nhiều khi mình chỉ thấy là mình chỉ hoạt động nhẹ thôi, mình vận động nhẹ thôi, thế nhưng khớp tay nè, khớp gối nè, cái phần bả vai, cái phần đốt sống cổ và cái phần lưng của chúng ta nó thường xuyên bị nhức mỏi nữa, thì đó chứng tỏ là hệ xương khớp của chúng ta đang dần bị lão hóa và bị thiếu đi chất nhầy dịch khớp quý vị nha. Không phải đợi đến khi mà chúng ta lớn tuổi rồi thì mình mới bắt đầu quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của hệ xương khớp của mình, mà ngay từ chính bây giờ khi mà chúng ta sở hữu ngay những dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chiết xuất từ sụn cá mập, gelatin xuyên phát và cả glucosamine nữa, thì chúng ta yên tâm hơn khi mà mình cung cấp được đầy đủ chất nhầy cho dịch khớp của chúng ta. Từ đó thì mình sẽ vận động dẻo dai hơn, linh hoạt hơn, tăng được sức bền trong việc vận động mỗi ngày. Và quý vị đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping thì sẽ còn có ngay mức giá hấp dẫn khi sở hữu sụn cá mập của thương hiệu Bell quý vị nhé. Giao về tận nhà, miễn phí giao hàng trên cả nước cho quý vị. Sử dụng đều đặn thường xuyên thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Bell, trọn bộ 3 hộp tổng cộng 300 viên sẽ giúp hỗ trợ làm giảm các chứng đau do viêm khớp, xương khớp, giúp tái tạo sụn khớp đã bị phá hủy, duy trì sự lành mạnh cho sụn khớp, hỗ trợ dự phòng và điều trị các bệnh như viêm khớp, thấp khớp và thoái hóa khớp. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và những người thân yêu ngay bây giờ quý vị nha. Đặc biệt chỉ có trong chương trình Ngày Vàng Trang Quà Tặng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập của thương hiệu Bell, trọn bộ 3 hộp với 300 viên, giá chính hãng phải là 1.260.000 đồng, giá ưu đãi trên VTV Hyundai 999.000 đồng mà thôi. Nhận thêm một bộ quà tặng hấp dẫn quý vị nha, tặng cho quý vị thêm 3 hộp với mỗi hộp 30 viên nữa, và có thêm một bộ với 10 chén sứ cao cấp, giá hấp dẫn không thể bỏ qua, quà tặng ấn tượng, hãy nhanh tay đặt hàng.